Anh là một nhà đầu tư bất động sản cũng tầm tầm vừa vừa ha, nó là tầm cao tầm vừa cũng vừa, nhỏ, bình đẹp thường đẹp thôi, trai nhỏ. nữa. Tại sao mà không kiếm được người vợ bên ngoài sao? Thực ra thì cái công việc của tôi kinh doanh ở ngoài cũng nhiều đối tác, nhiều bạn hàng lắm, nhưng mà mình chắc là cái duyên mình chưa tới, rồi cái người mà người ta thích mình thì mình lại không thấy phù hợp, cho nên là cũng chưa tìm được ai để mà phù hợp với cái mong muốn của mình. Cái thứ nhất là bình an, cần một người phụ nữ có đạo đức và cái sức khỏe tốt. Hai nữa là biết kinh doanh mua bán thì càng tốt, vì bình an là người kinh doanh, Đúng rồi. thích một người đồng hành cùng về để kinh doanh cùng nhau thì nó hợp lý hơn. Còn đấy là nói này như thế, còn cũng không nhất thiết, tùy theo. Nếu như mà có duyên với nhau thì công việc gì cũng được, không sao cả. Đấy. Có nghĩa Thì là cái chị đó làm công việc gì cũng được, cũng được. không có nhà cũng được, Không có nhà cũng được. tại vì trên đó còn nhiều đất quá Đúng mà, rồi. còn tới 5 cái sao đỏ. Thực ra thì bình an tìm một người mẫu người thì không nặng về cái vấn đề kinh tế. Không có thì xác định làm với nhau để vun đắp. Thế còn nếu mà nói vào không cần thì cũng không đúng, nếu có thì càng tốt, mà không có thì mình sẽ tự khắc phục. Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ mảnh ghép yêu thương chào anh. Dạ, chào anh Minh Hoàng. Cảm ơn anh. Chào mảnh ghép yêu thương. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bình An. Bình An. Bình An. À, tên nghe là Bình An rồi. Rồi, tiếp đi anh. Hiện tại là đang sinh sống tại Bình Dương. Bình Dương. Tình trạng độc thân, đã chia tay, ly hôn bà xã được, tới nay thời điểm này là gần 2 năm rồi. Gần 2 năm. Dạ. Rồi anh Bình An, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Theo giấy tờ là sinh năm 71, nhưng mà cha mẹ thì nói là 68, 69 gì đó, sinh năm đó, nhưng Giấy mà theo tờ giấy thì tờ thì là 71, 71. 53 tuổi. Thôi giờ từ 69 thì cho 55 luôn đi. Hả? Số đẹp. 55 đi, hai con năm nữa đẹp. Rồi. Rồi anh Bình An 55 tuổi đến từ Bình Dương. Ở Bình Dương làm gì anh Bình An? Tôi thì kinh doanh tự do anh ạ. Kinh doanh tự do. Cụ thể là công việc gì anh? Công việc của tôi là trước đây là kinh doanh điện máy, sau đó rồi cái ngành bất động sản nó Thu thịnh hút. vượng thì chuyển sang làm kinh doanh mua bán Rồi bây giờ nó về đóng nhà đất. băng thì sao? Bây giờ thì thời điểm này thì nó khó khăn chung, nó ảnh hưởng về kinh tế toàn cầu thì bây giờ cũng hơi kém, tức là mua bán là nó chậm, không như trước đây. Thì kinh doanh thì phải vậy thôi, thời thế Bây thế giờ thôi. còn tổng rộng cỡ 10 miếng không? Không không được. Vài ba miếng thôi anh, bây giờ còn mấy miếng thôi. Thế thì Cỡ cứ mua đi cỡ bán lại mà cỡ anh. 5 cái sao đỏ. Cũng tầm đó. Một cái nếu mà tính thời điểm mà nó đang hot hot đó, là một cái khoảng 5 tỷ không? Có cái hơn 5 tỷ. Rồi. Bây giờ 5 cái nó đóng băng rồi cũng hơi khó ha, Thì đúng cũng rồi, hơi vất vả. nó cũng là theo cái tình trạng chung. Anh em nói chung là kinh doanh vì vẫn phải chấp nhận theo cái xu hướng Đúng rồi, của ai thời cũng vậy buổi. thôi. Ai cũng vậy. Cái mình làm kinh tế mà nó cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Đúng rồi. Rồi anh Bình An nè, anh chia tay với lại người vợ của mình cũng 2 năm rồi ha. Rồi trước khi chia tay thì anh chị được bao nhiêu người con? Dạ, tôi được một cháu. Một Một cháu. cháu thì đang ở với mẹ, nhưng mà nó cũng ở cả hai bên, tức là nó cũng không bỏ cha bỏ mẹ,
chạy qua chạy lại. Chạy qua chạy lại. Cũng lớn rồi ha. Cháu nó lớn rồi, nó đang làm quản lý ở Thế Giới Di Động. Ồ, làm quản lý Thế Giới Di Động cũng ngon rồi đó. Đúng rồi. Cũng nắm lính nhiều lắm à. Nó thì cũng tự lo no cho bản thân nó này, mình cũng không có bận tâm lắm về cái chuyện đó. Nó cũng anh Bình An nè, anh là một nhà đầu tư bất động sản cũng tầm tầm vừa vừa ha, nó là tầm cao cũng tầm vừa vừa bình đẹp, thường nữa, đẹp trai nữa. Tại sao mà không kiếm được người vợ bên ngoài sao? Thực ra thì cái công việc của tôi kinh doanh ở ngoài cũng nhiều đối tác, nhiều bạn hàng lắm, nhưng mà mình chắc là cái duyên mình chưa tới, rồi cái người mà người ta thích mình thì mình lại không thấy phù hợp. Cho nên là cũng chưa tìm được ai để mà phù hợp với cái mong muốn của mình. Cho nên là thấy cái chương trình của Huy Hoàng nó rất là nhân văn, và lên đây thì có thể là nhiều người biết được mình biết được nhiều người. Cho nên là mình nghĩ rằng là lên cái chương trình này nó là một cái cơ hội để cho mọi người tìm đến nhau nhanh hơn và nhiều biết được nhau nhiều hơn, thì sẽ có cái cơ hội để sàng lọc cũng như là lựa chọn tốt hơn. Ở ngoài đời thì không phải là không có, mà mình chưa tìm được cái người đàng hoàng tử tế theo cái tiêu chuẩn của mình, theo cái tiêu chí của mình thì mình chưa thấy. Có lẽ nhiều khi anh kén quá. Cũng có thể là cho là như vậy. Vì mình cũng cần một cái người, thứ nhất là để mà nói kén thì cũng chỉ cần cái người đàng hoàng, người có đạo đức và biết lo làm ăn, thương chồng thương con, biết chăm lo cho gia đình là ok, chứ không có đòi hỏi gì cao sang gì. Đấy, quan điểm của Bình An là như vậy. Người phụ nữ bây giờ họ ít có sống giống như là cái kiểu như mà ở nhà để mà gọi là nội trợ rồi chăm con, thì cái người phụ nữ bây giờ nó rất là ít có chuyện đó. Tại vì phụ nữ bây giờ thời buổi bình đẳng mà. Đúng rồi. Phụ nữ vẫn muốn thể hiện mình không kém gì nam nhi ha. Đúng rồi. Có người phụ nữ rất là năng động và có thể người ta còn kiếm tiền giỏi hơn. Đúng người rồi. Đàn ông chứ. Là năng động hơn nhiều chứ. Nên người ta nội trợ cũng thành giỏi. Ra mình muốn kiếm cái người phụ nữ mà cái mẫu mà phụ nữ gia đình á thì nó cũng hơi hiếm. Bây giờ thời buổi bây giờ cũng hơi hiếm. Đúng rồi. Có thậm chí có nhiều người phụ nữ về với chồng thôi, tối ngày ra quán ăn đi. Đúng rồi. Đỡ nấu. Cô cũng có chứ không phải là không. Đúng rồi. Ừ. Có. Cái xu hướng bây giờ là nhiều. Thì xu hướng bây giờ nó là vậy. Nên thành ra các hàng quán nó mọc lên như nấm. Đúng rồi. Ừ, tối là đi ăn tối nè, ăn khuya rồi. Đúng rồi. Còn quần áo giặt bây giờ có những cái điểm giặt ủi hả? Đúng rồi. Ừ. Thời buổi công nghệ càng tiến bộ chừng nào thì cái con người ta nó dễ sanh ra cái lười biếng. Đúng rồi. Rất là lười biếng. Kể cả tôi cũng lười nữa. Đúng rồi. Giờ kêu tôi đi bộ chừng cây số chắc tôi thở không hả, tôi không đi đâu. Chứ ra phải xách chiếc xe đi mới được. Chứ kêu đi bộ rồi thôi nghỉ. Đúng rồi. Nó sanh cho mình cái sự lười biếng. Bởi vì khi mà giác sáng như anh Bình An thấy không, những cái công viên ta đi tập thể dục là cũng là một cái sự rèn. Đúng rồi. Rèn luyện thể lực rồi rèn luyện ý chí của mình. Đúng rồi. Chứ không phải cái thể dục nó là đơn giản là để cho sức khỏe đâu. Vừa sức khỏe mà vừa rèn luyện cái. Nó làm cho con người ta có cái tính có thể là tôi luyện mọi cái sự thứ. Kiên nhẫn nữa. Kiên nhẫn đấy. Làm cho con người ta nó năng động hơn. Năng động hơn. Mà sức khỏe nó cũng nâng cao được. Đúng rồi. Rồi, thôi bây giờ anh em mình nãy bây giờ lại làm thủ tục chưa ta? Làm rồi chưa? Chưa. Làm rồi. Làm rồi. Có kiểm tra giấy tờ. Không, bây giờ làm thủ tục nè. Bây giờ anh Bình An nè. Anh có đồng ý cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của anh để đăng lên mạng xã hội không? À, tôi đồng ý. Rồi. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình anh
cũng như con cái hay là chính bản thân anh, là sau này kêu chương trình gỡ hoặc tháo bỏ xuống là không được. Rồi ok, tôi hoàn toàn chịu anh trách nhiệm. Anh phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Trước pháp luật. Rồi ok, okay. Anh. Rồi hôm nay anh Bình An muốn mảnh ghép yêu thương tìm cho anh một cái mảnh ghép nó còn trôi nổi ở đâu đó phải không? Đúng rồi, chính xác. Rồi anh muốn cái người mẫu người phụ nữ và độ tuổi như thế nào mới thích hợp với anh? Tuổi thì cứ tầm từ 38, 40 cho đến 50, 55 cũng được. 38, 40 cho đến bằng tuổi mình đi ha. Dạ, dạ. Lớn hơn thì nó kỳ. Dạ. Cỡ 38 thì không, cũng... lớn hơn 1, 2 tuổi cũng không sao. Ừ. Nếu như mà tình yêu đủ lớn và cảm thấy hai người đều ok thì vẫn không là cái gì cả. Ừ. Cũng không phân biệt tuổi tác không, ha. Không phân biệt tuổi tác đi, tùy duyên đi. Dạ. Rồi, anh Bình An muốn những gì người phụ nữ đó đáp ứng đủ với cái sở thích của anh á, để mà cái mảnh ghép đó về với anh nó đỡ bỡ ngỡ hơn. Yeah. Bây giờ anh cứ trình bày, anh cứ nói rõ để cho các chị biết ha. Dạ. Yeah. Thì cái thứ nhất là Bình An cần một người phụ nữ có đạo đức. Đạo đức và cái sức khỏe tốt. Hai nữa là biết kinh doanh mua bán thì càng tốt. Ừ. Vì Bình An là người kinh doanh. Đúng rồi. Thích một người đồng hành cùng về để kinh doanh cùng nhau thì nó hợp lý hơn. Còn đấy là nói này như thế, còn cũng không nhất thiết, tùy theo. Nếu như mà có duyên với nhau thì công việc gì cũng được, không sao cả. Đấy. Có nghĩa là cái chị đó làm công việc gì cũng được. Cũng được. Không có nhà cũng được. Không có nhà cũng được. Tại vì trên đó còn nhiều đất quá mà. Đúng rồi. Còn tới 5 cái sổ đỏ. Thực ra thì Bình An tìm một người mẫu người thì không nặng về cái vấn đề kinh tế. Ừ. Không có thì xác định làm với nhau để vun đắp. Ừ. Thế còn nếu mà nói vào không cần thì cũng không đúng, nếu có thì càng tốt, mà không có thì mình sẽ tự khắc phục. Đúng rồi. Nếu tình yêu đủ để mà hai người cảm nhận thấy mang lại cái hạnh phúc cho nhau là cái quan trọng nhất. Mà nhìn nhau cảm thấy có một cái sự cuốn hút, cũng như là mọi cái hai người đều hòa hợp về cái tình cảm cũng như là cái đồng quan điểm thì mọi thứ là chấp nhận hết, không có gì cả. Rồi anh Bình An nè, ở anh là quê gốc của mình là ở đâu? Quê gốc thì ngoài Bắc. Ngoài Bắc. Gia đình thì vào miền Nam lập nghiệp tầm 42 năm này. Là anh sinh cả, cả gia trong... đình cha mẹ ở trong này hết, anh chị em là ở trong này lập nghiệp sanh, trong này. Sinh ở trong đây luôn. Trong sanh thì ở ngoài nhưng mà vào đây là bốn mấy năm rồi ha. Dạ. Gia đình vào đây bốn mấy năm. Ngoại thì vào từ năm 54. Ngoại ở Sài Gòn là quận nhất. Hôm trước anh ở ngoài Bắc ở tỉnh nào? Tỉnh Hải Dương. À, Hải Dương. Thành phố Hải Dương. Dạ. Rồi. Anh Bình An, 55 tuổi. Dạ. Một nhà kinh doanh bất động sản. Đó. Bây giờ các chị nào mà thấy phù hợp với những lời chia sẻ của anh Bình An thì hãy nhanh tay lên bốc điện thoại điện tới số trên màn hình của Minh Hoàng Mảnh Ghép Yêu Thương thì Minh Hoàng sẽ sắp xếp ghi hình và cũng như mời hai người đến chương trình để cùng trao đổi rồi tìm hiểu với nhau. Nếu được thì chúng ta tự cho số ha, rồi liên lạc rồi tiến tới cái vấn đề về chung nhà. Ví dụ như do to tận hai người thích thì mình làm đám cũng thích thôi. Đúng rồi. Cái đó giờ mình lớn tuổi rồi, dạng như ví dụ như
làm một mâm hai mâm gì đó. Đúng rồi. Nếu mà có thương tình nghĩ tới anh em của Minh Hoàng. Đúng rồi. Mời tới ghi hình làm kỷ niệm chơi. Thì cái đó là nếu như mà bên chương trình của Minh Hoàng mà kết nối cho Bình An được một mảnh ghép phù hợp thì Bình An và người bạn cũng sẽ sẵn sàng nhờ bên Minh Hoàng tổ chức cho một cái buổi gọi là ra mắt. Ra mắt đấy. Tuy rằng nó không lớn. Đúng một rồi. Mâm hay mâm gì đó. Nó rất là nhưng mà chương trình sẽ làm cho nó hoành tráng lên. Đúng rồi, chính xác. Nhỏ thôi nhưng mà mình sẽ làm cho nó hoành tráng. Đúng rồi. Sau này lớn tuổi rồi ha. Dở ra nè bà ơi. Đúng rồi. Cái kỷ niệm của tụi mình. Kỷ niệm ý nghĩa quá ha. Chắc là vui ha. Đúng rồi, rất vui, hạnh phúc. Bây giờ anh Bình An nè, anh có ấn tượng cô nào trên mấy cái video đó chưa? Thì ấn tượng. Thực ra thì em cũng mới biết được cái chương trình của anh Minh Hoàng thì cũng tình cờ mới xem được có hai hôm nay. Thì cũng chưa nhắm được ai, cũng chưa nhìn thấy ai cả. Thì cũng mong rằng là hôm nay lên chương trình thì bạn nào thấy Bình An phù hợp và thấy có những cái tiêu chí mà thấy rằng phù hợp thì hy vọng là chúng mình chọn nhau để cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Thường thường các anh làm kinh tế cái tầm nhìn nó vĩ mô lắm. Thấy không? Tầm nhìn rất là xa. Một cái tầm nhìn nó phải tuyệt vời. Đó là vừa mở rộng cánh cửa của mình mà vừa tạo cho các chị em có cái cơ hội để đến với cuộc đời mình. Đó, một cái nhà thực tế là làm ăn người ta có cái tầm nhìn xa nó như vậy đó, không có vội vàng. Đúng rồi. Nếu mà mình vội vàng là tự mình đóng cửa đốt nhà. Đúng rồi. Chính xác. À, rất là hay ha. Dạ. Vâng. Một cái ý hay. Rồi bây giờ anh Bình An nè, anh còn muốn có cái lời nào mà nhắn nhủ cái lời nhắn nhủ gì đặc sắc chút xíu nữa để cho các cô nghe và hiểu về mình hơn, để chủ động mà đến ghép nối với mình cho nó hoàn thiện hơn vậy. Thì hôm nay Bình An cũng lên chương trình của anh Minh Hoàng thì cũng hy vọng là bạn nào đó mà có một cái mong muốn để mà kết nối với Bình An, để mà tìm một người bạn đời, một người đàn ông của gia đình, thì mình sẽ hứa là người đàn ông của gia đình và sẽ làm cho người đó hạnh phúc và đi hết quãng đường còn lại. Có không? Thế không? Mình hy vọng điều đó và đem hết khả năng để làm điều đó. Hứa mà làm được không? Thì Bình An hứa là làm, nói là thực hiện. Chắc ha? Chắc luôn. Có bằng chứng hết rồi đó. Bằng chứng. Có gì là mấy chỗ tìm đến đây là tụi tôi tìm tới ông ạ. Ok. Vậy là được hả? Dạ. Rồi. Mảnh ghép yêu thương cũng chân thành cảm ơn anh Bình An đã dành thời gian cũng như vượt đường xá xa xôi đến đây tin tưởng chương trình Mảnh ghép yêu thương. Thì Mảnh ghép yêu thương cũng có lời chúc cho anh sớm ngày đạt được cái điều ước như sở nguyện của mình ha. Và bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì anh Bình An có thể chào quý bà con cô bác cộng đồng mạng ha. Dạ. Thì cuối chương trình thì em xin gửi lời kính chúc sức khỏe toàn thể gia đình của anh Huy Hoàng và cho Bình An gửi lời chào tất cả cộng đồng mạng một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Dạ. Dạ. Minh Hoàng cũng thay mặt anh em chương trình cảm ơn anh Bình An ha. Dạ. Cũng như thay mặt quý vị khán giả cộng đồng mạng cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Trước khi kết thúc chương trình Mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày
thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.